Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ truyện Đam Mỹ Cao Hát, Cực Hạn Săn Bắn, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua giọng đọc của Sam. Nếu thấy hay, hãy like và share cho bạn bè mình cùng nghe nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đam Mỹ Hành Động Cao Hát, Cực Hạn Săn Bắn. Tập 9. Địch Hàn cứng đờ một hồi lâu mới nói: "Cậu tặng hắn đồ lót?" "Đúng thế," Tả Xuyên Trạch nói. "Có vấn đề gì sao?" "Không có." Địch Hàn quay đầu gọi điện thoại, một lát sau trở về phân phó bưng cơm chiều lên. Cùng y ăn cơm, rồi ai nấy xử lý sự vụ. Địch Hàn tuần tra bên ngoài một lần rồi mới vào phòng. Lúc này, Tả Xuyên Trạch đang đọc tài liệu về vùng ma. Đường cong khuôn mặt dưới ánh đèn dần nhu hòa đi. Thủ hạ của y tẫn trách báo cáo tin tức: "Chủ nhân, đàn bang vừa báo tin, nói thất lạc mục tiêu." Tả Xuyên Trạch ân một tiếng. Y vốn không hề trông cậy vào A Nhã có thể tìm thấy Hắc Yến, nên cũng không thất vọng, mà chỉ phân phó: "Bảo bọn họ tiếp tục tìm. Nếu một tuần sau mà không có tin tức gì, thì chúng ta về nước." "Vâng." "Trở về nhanh như vậy?" Địch Hàn kinh ngạc đi qua. "Cậu không tìm ông ta nữa?" Gã nhớ rõ thái độ của người này với Hắc Yến. "Sao lại dễ dàng buông tha như vậy? Y không đảo lộn tam giác vàng lên mà bỏ qua sao?" "Nếu ông ta không muốn thì tôi có tìm cũng vô ích." Tả Xuyên Trạch buông văn kiện trên tay. "Cho nên tôi đang nghĩ cách để ông ta chủ động tìm tôi." "Chủ động?" Địch Hàn nghĩ nghĩ hỏi. "Liên quan đến người kia mà A Nhã nói." Tả Xuyên Trạch gật đầu rồi im lặng cầm lấy một phần văn kiện khác. Địch Hàn nhìn y. Thời điểm nghiêm túc thì người này rất nhu hòa. Cả người đều phảng phất hương vị im lặng khác xa với bộ dáng tà khí lúc trước. Tả Xuyên Trạch cảm nhận được ánh mắt của gã, nhưng không để ý, hoàn toàn không bận tâm. Không khí trong phòng chợt an tĩnh lại, còn người Địch Hàn không khỏi nhu hòa một phần. Thầm nghĩ nếu giờ khắc này có thể là mãi mãi thì tốt biết bao. Nhưng trời không chiều lòng người, đúng lúc này thì tiếng trực thăng truyền đến. Địch Hàn lặng lẽ nghe một lúc, phát hiện có hai chiếc trực thăng, mà đều hướng đến nơi này, nên đã phất tay ra lệnh binh lính ra xem. "Ai đến?" Tả Xuyên Trạch buông văn kiện, nhìn ra hướng cửa sổ. "Chắc là Tăng tướng quân đã trở lại, nhưng một chiếc khác thì tôi không biết." Địch Hàn nói rồi đi ra ngoài, thấy hai chiếc trực thăng đáp xuống sân bay. Bước từ chiếc thứ nhất xuống là một người mặc quân trang, sau đó là binh lính đi xuống. Chiếc đằng sau là một nam tử trẻ tuổi, người phía sau hắn đều mặc tây trang. Tướng quân và nam nhân kia vừa nói cười vừa bước tới bên này. Thân thể Địch Hàn cứng đờ, Tả Xuyên Trạch trong phòng gợi lên một nụ cười tà. Vì hai chiếc trực thăng đồng thời đỗ xuống, nên đèn sân bay bật cực sáng. Bởi vậy, họ có thể nhìn thấy nam tử đang nói chuyện với tướng quân mặc bộ trang phục thời đường. Chính là Tống Chiết. Địch Hàn cứng đờ một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Tả Xuyên Trạch. Nhưng y đã thu hồi ánh mắt, tiếp tục chú ý vào văn kiện. Lúc này gã mới yên tâm đi tới bên kia, ánh mắt híp lại nguy hiểm. "Nơi này là Tam Giác Vàng, là địa bàn của tao. Tống Chiết, đây là mày tìm chết, không thể trách tao." Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng thấy rõ, nhất thời thốt lên. "Chủ nhân, người kia là..." Tả Xuyên Trạch ân một tiếng ngắt lời, buông văn kiện cười tà nói: "Đi hỏi xem, đêm nay anh ta ở đâu. Chú ý, đừng để Địch Hàn nhìn thấy. Ta không hy vọng chuyện tốt nửa chừng bị đánh gãy." Ý tứ chủ nhân nhà mình sao gã lại không minh bạch? Người nọ nghe xong nháy mắt nhớ tới đủ loại cảnh tượng lúc chủ nhân ở cùng Tống Chiết. Lần đầu tiên gặp mặt đã đi thuê phòng, Tống Chiết cường ngạnh ôm chủ nhân từ phòng Địch Hàn ra, rồi thì dấu vết trên người chủ nhân. Vẻ mặt gã nhất thời vặn vẹo, chẳng lẽ hai người này thực sự đến với nhau? Nhưng mà có đánh chết thì gã cũng không dám mở miệng hỏi, chỉ biết cúi đầu rồi nhanh chóng ra ngoài. Bên kia, Tống Chiết đã trao đổi xong với Tang tướng quân. Địch Hàn thấy hắn đi rồi mới hỏi: "Tướng quân, Tống Chiết sao lại ở đây?" Vị tướng quân kia đã hơn 40 tuổi, ánh mắt sắc bén, khí thế trầm ổn. Nghe gã hỏi thế kinh ngạc: "Hai người biết nhau?" "Gặp qua vài lần ở Trung Quốc." Địch Hàn chỉ nói qua loa rồi lại hỏi: "Sao hắn lại ở đây?" "Cậu ta muốn làm sinh ý vũ khí với chúng ta." Tang tướng quân bảo gã ngồi xuống rồi nói: "Giá cả của cậu ta phải chăng, hơn nữa còn có thể cung cấp lâu dài. Tôi cảm thấy có thể suy xét
vì hiện tại chúng ta luôn thiếu vũ khí. Địch Hàn nhíu mày. Nhưng chúng ta có thể cùng người khác hợp tác, không nhất định phải hợp tác với hắn. Tang Tướng Quân nhướng mày nhìn gã. Sao thế? Hai người xích mích gì sao? Vẻ mặt Địch Hàn hơi co lại. Ánh mắt kiên định nhìn Tang Tướng Quân, gằn từng chữ nói. Tôi muốn mạng hắn, động thủ ngay tại Tam Giác Vàng. Ồ, Tang Tướng Quân nhướng mi, trên mặt không kinh ngạc. Liên quan đến anh Túc? Anh Túc là từ dùng để chỉ Tả Xuyên Trạch. Địch Hàn cũng không giấu giếm nói. Đúng vậy. Nhưng cậu đã điều tra bối cảnh cậu ta chưa? Tang Tướng Quân nói. Ở Trung Quốc, cậu ta là người của Thái Tử Đảng. Hơn nữa thực lực của cậu ta cũng không thể xem thường. Bởi vậy nên cậu ta mới có khả năng giao hàng an toàn, đáng giá hợp tác. Nếu trước kia thì cũng không sao. Nhưng chúng ta vừa trải qua một hồi đại chiến, lúc này không nên gây thù kết oán với Tống Tư Lệnh. Cậu hiểu không? Nhưng Tướng Quân... Tang Tướng Quân khoát tay ngắt lời. Tôi chưa nói là không thể giết. Tôi chỉ nói là cậu có thể nhẫn một đoạn thời gian, chờ vũ khí có được tương đối thì có thể giết cậu ta. Hoặc là cậu có thể tạo hiện trường giả ngoài ý muốn. Nói chung là Tam Giác Vàng không phải Thái Bình. Phe phái rất nhiều, nói không chừng cậu ta có thể bị giết nhầm. Tôi nói cậu có hiểu không? Tinh thần Địch Hàn chấn động, gật đầu nói. Tôi hiểu, Tướng Quân. Tang Tướng Quân vẫy tay, tiễn gã ra ngoài. Ở bên này, Tống Chiết theo sau một binh lính đến phòng ngủ. Tiên sinh, chính là ở đây. Được, Tống Trúc gật đầu, thấy cậu ta muốn đi liền gọi lại. Tôi là bằng hữu của Địch Thượng Tá ở đây, vừa rồi tôi không gặp anh ta ở quân doanh sao? Người này cùng Tang Tướng Quân trở về đã được coi là khách quý, lại còn là bằng hữu của Địch Thượng Tá nữa. Trong lòng binh lính này lại thêm một phần hảo cảm, cười nói. Địch Thượng Tá ở quân doanh, có cần tôi gọi đến không? Không cần, Tống Chiết cười nói. Hôm nay quá muộn, để ngày mai tôi đi thăm anh ta. Tôi còn một bằng hữu nữa ở Tam Giác Vàng, em ấy đến cùng Địch Thượng Tá, không biết em ấy ở đâu. Binh lính kia bừng tỉnh đại ngộ. Ngài nói Tả tiên sinh, ngài ấy ở quân doanh. Ồ, vậy thì thực tốt. Trên mặt Tống Chiết treo một nụ cười thoải mái. Cảm ơn cậu, ngày mai tôi lại tìm họ. Không cần khách khí. Binh lính kia sau khi nói chuyện với hắn vài ba câu thì cũng đi luôn. Thủ hạ của Tống Chiết đi tới lo lắng. Đại thiếu gia, Địch Hàn cũng ở đây. Gã có biết ngài tới không? Chắc chắn là đã biết. Đôi mắt sắc xinh đẹp của Tống Chiết nheo lại. Nếu là tôi thì tôi sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đại thiếu gia. Thủ hạ lại lo lắng thêm, còn chưa nói thì đã bị Tống Chiết cắt ngang. Nhưng Tang Tướng Quân không phải là kẻ ngốc, ông ta sẽ không để Địch Hàn động thủ. Muốn động thủ cũng phải đợi chúng ta rời đi. Nhưng phải cẩn thận, đêm nay phải chú ý. Vâng. Còn nữa, Tống Chiết gọi giật lại. Nếu Tả Xuyên Trạch tới thì không cần ngăn cản, cứ để em ấy vào. Vâng. Cửa phòng két một tiếng đóng lại, căn phòng rơi vào trầm tĩnh. Tống Chiết đi hai bước, nhìn cái giường rồi lâm vào trầm tư. Hắn còn chưa tắm rửa, vừa rồi hắn đã nhìn qua nơi này, có bình nước nóng năng lượng mặt trời, nhưng lại không có nước. Nếu muốn tắm thì phải sai người đun nước, nhưng chuyện này không quá thực tế. Hơn nữa giường này, tuy nói là có vẻ chỉnh tề, nhưng chăn đệm đều là đồ cũ. Hơn nữa, chăn còn giặt không sạch, có thể nhìn thấy một vài vết bẩn. Nếu để hắn ngủ ở đây một đêm thì chắc đúng là... Bệnh khiếp phích của hắn lại tái phát. Bởi vậy, người này đã đứng trước giường tự hỏi nửa canh giờ, nhưng vẫn không quyết định được nên nằm hay không. Địch Hàn trở lại, nhìn qua thấy Tả Xuyên Trạch đã ngủ, mới trở về nghỉ ngơi. Thời gian từng chút trôi qua, Tả Xuyên Trạch nhìn đồng hồ, cười tà đi ra ngoài. Y đã biết được nơi ở của Tống Chiết, nên chậm gì gì đi tới. Binh lính tuần tra bên ngoài biết. Cũng biết người này là bảo bối của Địch Thượng Tá, nên không ai dám đến hỏi, chỉ mặc y đi. Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch cũng muốn đi cùng, nhưng bị y nói một câu tùy ý. Ta chuẩn bị lên giường với Tống Đại Công Tử, không phải đi đánh nhau, mấy người xem làm gì. Bị bước trở lại. Người này không hề gặp bất cứ trở ngại nào, tìm đến trước cửa phòng Tống Chiết, mà Tống Chiết đã dặn dò thủ hạ để y vào, nên không ai cản trở. Tả Xuyên Trạch thấy vậy, khóe miệng câu lên ý cười, trực tiếp đẩy cửa vào. Hóa ra anh đã biết tôi muốn đến, sao không nói trước mục đích tôi đến luôn đi? Tống Chiết vẫn là tư thế của nửa canh giờ trước, thấy y vào mới quay đầu cười nhẹ. Không cần, nhưng có một vấn đề trọng yếu cần giải quyết. Nga, Tả Xuyên Trạch đóng cửa, hồi tưởng ánh mắt vừa rồi của hắn, bỗng nhiên cười nói.
bệnh khích phích tái phát. Phải, Tống Chiết gật đầu. Không có nước, nhưng tôi lại cực kỳ muốn tắm. Thực là tiếc, anh đành phải chịu đựng thôi, Tả Xuyên Trạch muốn nói, xong chậm rãi đi đến, ôm cổ hắn hôn lên. Tống Chiết vươn tay, một tay quần lấy eo y, một tay nâng đầu y, cùng nhau triển miên. Tả Xuyên Trạch hơi hơi sửng sốt, hơi đẩy hắn ra, kinh ngạc hỏi. Anh không chán ghét được hôn môi nữa sao? Lần trước ở trong phòng tắm, trong đầu y trống rỗng nên hoàn toàn không biết việc Tống Chiết chủ động hôn môi y. Bởi vậy trong ấn tượng của y, Tống Chiết vẫn là đại thiếu gia bài xích hôn môi. Tống Chiết nắm chặt eo y, cúi đầu hôn lên vành tai. Vừa lòng khi thấy y run rẩy, mới nhẹ nhàng cắn rồi nói. Lần trước ngay cả bao cao su tôi cũng không đeo, em nghĩ tôi sẽ còn để ý chuyện hôn môi sao? Con người yêu dã của Tả Xuyên Trạch híp lại, nghiêng đầu né tránh, cười tà. Thế thì cho dù hôm nay tôi có làm anh thì anh cũng không để ý chứ? Tống Chiết mỉm cười đối diện y. Ngay từ đầu em đã tính toán không muốn mang đúng không? Đương nhiên, giờ tôi có muốn cũng không biết kiếm ở đâu. Tả Xuyên Trạch lại bắt đầu hôn môi, đồng thời cởi khuy áo của hắn. Đợi đã, Tống Chiết nắm lấy tay y, tận lực tránh thoát rồi nói. Hiện giờ tôi cần tắm rửa, không để tôi tắm thì hậu quả rất nghiêm trọng. Tả Xuyên Trạch xách một tiếng, anh đúng là phiền toái. Y nhìn trái nhìn phải rồi nói. Tắm rửa ở chỗ của tôi cũng được, nhưng chỉ cần anh đến đó sẽ có người báo cho Địch Hàn. Vậy thì còn làm gì được nữa? Trừ phi anh chấp nhận lái trực thăng đến khách sạn Đàn Bang, thuê phòng. Hơn nữa, giường chiếu ở đó đã được tiêu độc hoàn toàn. Anh cũng không phải ở cái giường này nữa. Y chỉ cái giường trước mặt. Được không? Vừa lúc tôi đang lo lắng, vạn nhất đang làm thì Địch Hàn đến đánh gãy. Đi thôi, ngủ một đêm rồi mai về. Tống Chiết nghĩ nghĩ một hồi, gật đầu. Đi thôi. Dù sao thì đêm nay hắn không tắm rửa không được. Hơn nữa, ra ngoài càng miễn cưỡng nhìn thấy kẻ kia. Bọn họ nói đi là đi, Tả Xuyên Trạch nhìn thủ hạ phía sau Tống Chiết, nhíu mày. Đi thuê phòng mà còn đem theo thủ hạ làm cái gì? Anh sẽ không tính toán đến việc để họ giữ tôi lại dù muốn làm gì thì làm chứ. Tống Chiết cười cười ôn hòa, thậm chí còn có chút vô tội. Sao tôi có thể làm chuyện ti bỉ như vậy? Tôi chỉ sợ để họ ở đây thì Địch Hàn lại trừng mắt, giết hết một lượt. Thiết, đừng nguyện hộ làm chi, anh vẫn luôn ti bỉ. Tả Xuyên Trạch nhìn hắn, không tiếp tục đề tài này. Hai người nhanh chóng đến sân bay, vài binh lính thấy thế chạy qua. Vì thay ca nên chưa biết mặt Tống Chiết, nhưng Tả Xuyên Trạch thì ai cũng biết. Không sao, Tả Xuyên Trạch nói. Chúng tôi đi Đàn Bang uống rượu, một lát sau sẽ về. Không cần báo cho tướng quân và Địch Hàn. Mọi người thấy y nói vậy sao còn dám kiểm tra? Chung quy lại thì địa vị của người này trong lòng địch thượng tá thì ai cũng biết. Tiếng cất cánh của trực thăng vang lên khiến cả Tang tướng quân và địch thượng tá choàng tỉnh. Địch Hàn mặc xong quần áo đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải. Tang tướng quân đang chuẩn bị tìm người hỏi thì gã đi qua nói. Là Tống Chiết, có lẽ là đi tìm khách sạn. Gã nói đến đây cười lạnh một tiếng. Người này có tính khiết phích, mỗi ngày phải tắm ít nhất một lần, không tắm không ngủ được. Hiện tại ở đây hắn không tắm được, nên muốn ra ngoài ở. Từ nhỏ đến lớn là thiên chi kiêu tử, sao có thể tự ủy khuất chính mình? Tang tướng quân ý vị thâm trường nhìn gã. Vì sao cậu ta không thể tắm được? Cậu ta đã phân phó thủ hạ làm gì? Lúc hắn vừa đến, tôi sai người lau dọn khắp phòng, cắt nguồn nước, giường chiếu cũng không đổi. Hơn nữa còn dặn dò mọi người là thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn, chỉ có đun nước là không được. Khóe miệng Địch Hàn lại cong lên. Cho nên tôi biết chắc chắn tối nay hắn sẽ ra ngoài. Tang tướng quân gật đầu hỏi. Cậu làm cái gì? Tôi tháo xăng trên máy bay. Đáy mắt Địch Hàn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Sát khí bùng lên. Gã nhìn bầu trời đêm chậm rãi nói. Trực thăng của hắn đi chưa đến Đàn Bang sẽ rơi xuống. Nơi này bao quanh là rừng rậm. Cho dù hắn may mắn bị rơi không chết thì cũng sẽ rơi vào rừng rậm. Mà rừng rậm không những không thiếu dã thú, mà còn có khu bố trí địa lôi, huống chi bây giờ trời còn tối. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Tang tướng quân nhìn gã, nhưng không tức giận mà chỉ hỏi. Cậu ra tay khi nào? Địch Hàn trầm mặc, rồi ăn ngay nói thật. Khi hắn và ngài nói chuyện trong phòng, thì tôi đã sai người làm rồi. Tôi nói với ngài là muốn giết hắn, chẳng qua là muốn thông báo mà thôi. Còn tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nhưng ngày mai còn muốn phái người đi tới đó xóa sạch dấu vết.
Sau đó chuyện này có thể nghiễm nhiên coi như chuyện ngoài ý muốn. Nếu như cậu ta không đi thì cậu định làm gì? Địch Hàn híp híp mắt. Vậy thì tôi sẽ nghĩ cách khác. Tàng Tướng Quân vẫn không tức giận mà lại tiếp tục hỏi. Cậu ta đi mà không thông báo với tôi một tiếng, binh lính cũng không ngăn cậu ta lại, cậu không thấy kỳ quái sao? Không kỳ quái, Địch Hàn đáp, không một chút để ý. Hắn ta luôn luôn hung hăng, thích gì làm nấy. Hơn nữa khi nãy hắn tới mọi người đều nhìn thấy, cho dù binh lính có thay ca thì vẫn còn những binh lính đã từng nhìn thấy hắn, nên hắn rời đi cũng không ai ngăn cản. Tàng Tướng Quân nhìn gã, chỉ quăng lại một câu, chỉ mong là như vậy, rồi đi vào phòng. Địch Hàn đứng ngoài cửa, gã đang chờ thủ hạ vào thông báo. Quả nhiên không lâu sau, binh lính trên chòi canh chạy vào nói, thượng tá, phía rừng rậm bên kia có ánh lửa lóe lên, tựa như có gì đó phát nổ. Địch Hàn cười lạnh một tiếng, chắc là có máy bay phát nổ. Hiện tại đã muộn rồi, chờ ngày mai chúng ta kiểm tra xem. Binh sĩ do dự nói, nhưng thượng tá, đây có thể là... Địch Hàn mặt không biểu cảm. Không liên quan đến cậu, về cương vị của mình. Vâng. Loại trừ được một cái gai trong mắt, tâm tình của Địch Hàn cực tốt, chuẩn bị mỹ mãn về ngủ. Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh. Máy bay cái gì á? Địch Hàn thấy đó là thủ hạ của Tả Xuyên Trạch nên cũng tùy ý nói. Là máy bay trực thăng bị rơi. Cái gì mà rơi máy bay? Người kia toàn thân cứng nhắc, lúc sau hoàn hồn lại, vội vã hỏi. Máy bay trực thăng của ai? Gã cũng nghe thấy tiếng máy bay trực thăng mà tỉnh lại. Nơi này ngoại trừ máy bay của quân danh thì cũng chỉ có máy bay của Tống Chiết. Gã kinh sợ thầm nghĩ, hay là do gia chủ nhà mình ăn không được người ta, ngược lại bị người ta bắt đi rồi. Nếu là người khác thì không nói, nhưng nếu là Tống Chiết thì chắc chắn là có lá gan đó nha. Gã nghĩ một lát rồi vội vàng chạy tới gian phòng của Tống Chiết nhìn thử. Quả nhiên không có bất kỳ ai. Liền vội vã gặp Địch Hàn, định thông báo. Vừa vặn gặp được binh sĩ báo cáo máy bay trực thăng bị nổ, có thể là... Nói à, là máy bay trực thăng của ai? Người kia thấy Địch Hàn không đáp, cũng không thèm quản gã, bước một bước, nắm cổ áo của binh sĩ vừa tới, thành âm tuyệt đối là gào thét. Gã biết Địch Hàn và Tống Chiết có ân oán với nhau, nên rất có thể là người kia lợi dụng, muốn diệt trừ Tống Chiết. Nhưng điều tiên quyết là đừng có lôi cả gia chủ nhà họ vào chứ. Địch Hàn thấy người kia như vậy, đáy lòng lục bục một tiếng, huyết dịch cả người phảng phất như đông cứng lại, thân thể lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Gã đột nhiên túm lấy người kia, gần từng chữ một nói, đừng nói với tôi là Trạch cũng ở trên đó. Người kia nghe gã nói vậy, biết mình đã đoán đúng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thành âm run rẩy, tôi cũng muốn nói cho ngài biết, nhưng chủ nhân... Địch Hàn buông tay ra, kích động chạy về phía trước, thanh âm gã gào lên, âm cuối cùng thậm chí còn bị run lên vì sợ. Mau đi cùng tôi đến rừng rậm. Gã bước nhanh lên trực thăng, các ngón tay vì sợ hãi mà run lên, bởi gã biết rõ nơi đó có bao nhiêu khu địa lôi, chỉ cần dẫm vào là nổ tan xác. Này, em ôm chặt một chút, vạn nhất tôi trượt tay một chút là em sẽ ngã xuống đấy. Tống Chiết ôm eo y, nhìn nước sơn đen xì dưới chân. Môi kề sát vào vành tai y cười nói. Khí tức ấm áp phảng phất lướt qua nơi mẫn cảm, Tả Xuyên Trạch không tự chủ được run lên, y nghiêng đầu né tránh. Tốt nhất là anh nên nghĩ xem chúng ta nên làm gì tiếp theo đi. Địch Hàn nói nơi này có nhiều khu địa lôi. Tổng Chiết ngó ngó phía dưới, giọng chán ghét. Tôi ghét rừng rậm. Tả Xuyên Trạch xì cười một tiếng to. Đáng tiếc là đêm nay chắc chắn anh sẽ phải ở trong rừng. Chợt. Biết vậy tối nay ở trong phòng làm luôn cho xong, đỡ phải phiền phức. Ồ, giống như vậy. Tống Chiết vẫn cười yếu ớt như trước, một cái tay trượt vào trong áo choàng vuốt ve eo y, đồng thời cúi đầu hôn lên cổ y. Tả Xuân Trạch lập tức thở dốc một tiếng, tận lực tránh sang một bên, còn chưa mở miệng nói thì nghe Tống Chiết tiếp tục cười nói. Này, em tuyệt đối đừng nói gì cả, nếu không thì tôi không dám chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu đấy. Em không muốn chuyện lần trước tái diễn ngay tại đây chứ. Hắn vừa nói xong câu này thì cảm giác được khí tức diêm dúa lẳng lơ của người trong ngực lại nặng thêm một phần. Tống Chiết. Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm hắn, sau đó vươn tay ôm cổ hắn, rồi thuận tay chộp lấy cái dây rủ phía sau lưng Tống Chiết. Anh nhiều lời thêm nữa là tôi sẽ đem dây xử thành từng đoạn, chúng ta đồng thời ngã xuống, anh có tin không? Tống Chiết kinh ngạc cười cười.
Ngay cả cái này mà em cũng có thể xé, là do thể chất đặc thù sao? Khí tức yêu dã lại nặng thêm một phần nữa, bên tai hắn vang lên thanh âm nguy hiểm. Anh có thể thử xem, nhưng tôi dám cam đoan, người chết chắc chắn không phải là tôi. Hay là thôi đi, chuyện gì em cũng có thể làm á? Tống Chiết vừa nói vừa rút tay về, đặt ở bên hông y. Hai người đang nói chuyện thì ở dưới đất cách đó không xa, truyền đến một tiếng nổ lớn. Tống Chiết ôm chặt eo y, cười nói. Em nói, nếu như địch Hàn biết em ở đây, thì vẻ mặt anh ta sẽ ra sao? Nửa canh giờ trước, ngay khi thủ hạ báo cáo máy bay xảy ra trục trặc, Tống Chiết liền hạ lệnh, mở hết tốc lực tiến về phía trước, đợi đến khi tới điểm hạn, thì giữ trực thăng lơ lửng giữa trời, rồi từng người nhảy dù xuống. Những chiếc dù này được chuẩn bị trước để đề phòng vạn nhất, bọn họ có bao nhiêu người thì chuẩn bị bấy nhiêu cái, nên đương nhiên Tả Xuyên Trạch phải nhảy chung dù với Tống Chiết. Trước khi nhảy xuống, bọn họ đã điều chỉnh đến máy bay, giữ nguyên trạng thái. Thêm một lúc nữa, vì gió thổi về phía trước, nên khi máy bay rơi xuống, gió đã thổi bọn họ về phía trước, nhờ đó giảm thương vong do vụ nổ tạo nên bởi máy bay sau khi rơi. Phỏng chừng là điên lên đi, Tả Xuyên Trạch nhìn về phía trước nói. Nếu như thủ hạ của tôi đủ thông minh, thì chắc chắn sẽ đi tìm địch Hàn. Nếu không thì muộn nhất là ngày mai, địch Hàn sẽ biết chắc tin này rồi chắc chắn sẽ phát điên. Nhưng Tống Đại Công Tử, tốt nhất nên mong ngày mai hắn mới tìm đến đây đi. Nếu như tối nay hắn đến đây, thấy anh vẫn còn sống, thì chắc chắn sẽ bồi anh thêm một viên đạn. Hắn chắc chắn hận anh muốn chết. Đúng vậy à? Tôi vừa mới tới, mà anh ta đã vội vàng ra tay. Điều này cho thấy anh ta quyết tâm muốn giết tôi thế nào à? Tống Chiết nhìn mặt đất phía dưới, xa xa còn nhìn thấy những tia lửa sáng lên. Hắn cười nói, tôi đang hy vọng trận gió này lớn hơn một chút, để có thể thổi chúng ta bay gần đến địa bàn của đàn bang. Tránh xa khu rừng rậm này càng xa càng tốt. Tả Xuyên Trạch cũng nhìn xuống dưới, sau đó cảm nhận tốc độ gió rồi nói, nếu như tốc độ gió cứ như vậy, thì chúng ta có lẽ sẽ không đụng trúng khu địa lôi. Ồ, cái đó cũng coi như là một tin tức tốt. Tống Chiết siết chặt tay, ôm eo y, và Tả Xuyên Trạch cũng muốn vòng tay ôm cổ hắn. Hai thân thể dán vào nhau, không một kẽ hở. Nếu như đây là đứng dưới đất, thì bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hai người họ quan hệ cực kỳ thân thiết. Tống Chiết cúi đầu chạm vào tóc y, hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn bầu trời đêm trên cao, cảm nhận làn gió thổi qua, rồi đột nhiên cười nói, tôi chưa từng nhảy dù xuống vào ban đêm thế này. Tả Xuyên Trạch nghe hắn nói vậy cũng cười cười, tôi cũng như vậy à, quả nhiên ở chung với Tống Đại Công Tử thì sẽ không gặp được chuyện tốt đẹp gì. Tống Chiết rút một tay, cởi dây buộc tóc của y ra, nhìn mái tóc dài nhu thuận bị gió thổi loạn, cười nói, cái này là do em đề nghị tới đầu tiên, đừng nói dễ nghe như vậy. Thấy tóc mình bay loạn lên, Tả Xuyên Trạch chỉ hơi dừng một chút rồi lại nói tiếp, nhìn tình huống ở đó thì dù tôi không nói, anh cũng sẽ ngồi trực thăng đi luôn. Đúng là có thể, Tống Chiết bất đắc dĩ nói, nhưng xem ra tôi có lẽ vẫn bị rơi xuống rừng rậm. Như vậy là tốt nhất, Tả Xuyên Trạch ké vào lỗ tai hắn thổi nhẹ một hơi, khí bức ấm áp vương vấn bên tai. Tôi linh cảm rằng vẻ mặt anh sẽ rất dễ nhìn. Hai người cách mặt đất ngày càng gần, Tống Chiết nghiên cứu, nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên nói. Nếu lát nữa hạ cánh không an toàn, thì tôi có thể lấy em đàm đệm hay không? Dù sao thì tôi cũng không muốn nằm trên mặt đất hoặc trên cây. Quá bẩn. Tả Xuyên Trạch hôn lên cành tay hắn, ám muội hỏi. Anh cam lòng sao, bảo bối? Tống Chiết mỉm cười, nói không chút do dự. Cam lòng. Vừa dứt lời thì bọn họ lao xuống rừng rậm. Tống Chiết theo bản năng ôm y vào ngực để bảo vệ, lấy thân mình chắn hết mọi thứ phía trước. Tả Xuyên Trạch bị hắn ấn vào ngực, mãi đến khi thấy xung động dừng lại mới ngẩng đầu lên. Một giọt nước ấm ấm rơi xuống mặt y. Y hơi sững sờ đưa ngón tay quệt rồi đưa lên mũi ngửi. Là máu. Y nhíu mày. Anh bị thương? À. Tống Chiết vô tâm đáp lời, nhìn thoáng qua xung quanh mới biết bọn họ bị treo lơ lửng trên một cái cây. Hắn hơi đẩy Tả Xuyên Trạch ra rồi nói, nhảy xuống. Tả Xuyên Trạch thuận lợi rơi xuống đất. Tống Chiết mở ba lô lấy ra một vài thứ rồi mới tháo rủ nhảy xuống. Tống Chiết đem đồ ném cho Tả Xuyên Trạch rồi lấy băng gạc bịt vào vết thương ở cổ, nói, tôi muốn tắm. Tả Xuyên Trạch đến gần một chút, phát hiện cổ của hắn bị một cành cây cắt qua, nhưng cũng may vết thương không quá sâu. Lúc này y mới nhìn về phía đồ vật mà Tống Chiết vừa ném cho mình, kinh ngạc nói, máy dò địa lôi. Đúng vậy, Tống Chiết đem băng gạc vứt sang một bên, nhìn xung quanh rồi nói,
Tôi biết địch Hàn còn ở Tam Giác Vàng, đương nhiên là phải chuẩn bị vài thứ. Tôi còn quên chưa hỏi anh đến Tam Giác Vàng làm gì. Tả Xuyên Trạch mở máy dò, đi về phía hắn. Làm ăn, Tống Chiết cười rồi bỏ thêm một câu nữa. Buôn bán vũ khí. Tả Xuyên Trạch nhếch lông mày. Chỉ như vậy, tôi không nghĩ Tống Đại Công Tử chỉ vì chút tiền mà cam nguyện chạy đến đây. Buôn bán vũ khí thì ở đâu chả có thể làm, cần gì phải nhất quyết là ở Tam Giác Vàng. Hơn nữa ở đây còn có địch Hàn, luôn muốn giết anh. Anh có chuẩn bị thế nào cũng vô dụng, điểm ấy không thể nào anh chưa nghĩ tới. Dĩ nhiên, tôi không phải là người ngu. Tống Chiết cười nói, qua đêm nay thì không cần lo lắng gì nữa, ai biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Ồ, anh nắm chắc như vậy. Tả Xuyên Trạch đảo đảo con mắt. Anh đã làm gì rồi? Ngày mai em sẽ biết. Tống Chiết đi về phía trước, cảm giác trên cổ truyền đến một ít ướt át, liền rút băng gạc ra lau. Tôi muốn tắm. Anh nhẫn nhịn đi, sắp đến giới hạn rồi. Vừa rồi hình như anh cố tình né tránh trọng điểm. Tả Xuyên Trạch nhìn dụng cụ trong tay, vừa đi vừa nói. Anh có thể ứng phó với địch Hàn là một chuyện, nhưng việc anh chạy tới tận Tam Giác Vàng để kinh doanh vũ khí lại là một chuyện khác. Y híp híp con mắt diêm dúa lẳng lơ, quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Tống Chiết, mục đích của anh là gì? Hết tập 9. Các bạn đang thưởng thức bộ truyện đa mỹ hành động cao hát Cực Hạn Săn Bắn, tác giả Nhất Thế Hoa Thường, qua giọng đọc của Sam. Để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn, hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để đón xem tập mới nhất trên kênh Sam Audio. Nếu bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video cho nhiều người cùng xem nhé. Rất mong nhận được comment của các bạn để kênh ngày càng hoàn thiện hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.